tái sanh, kiếp sau của con người có thể là súc vật. Điều này đối với người ngoại đạo dùng nó để cho rằng đạo Phật mê tín dị đoan, xin thầy giải tỏa. Đó là một trong những cái lập luận thiếu cơ sở của những người không có niềm tin đối với đạo Phật. Dĩ nhiên khi đạo Phật đặt ra các cái cảnh huống sự sống khác nhau, trong đó loài bàn sanh là một loại hình sự sống. Đức Phật không hề nói rằng là hễ sau khi con người chết đó, sẽ sanh vào thế giới của loài động vật, mà Đức Phật nói rằng là cái nhân quả tự đó quyết định đến cái tiến trình tái sanh của con người, mà con người giàu có muốn cũng không cản lại nó được. Tại sao nhà Phật gọi các loài động vật là bàn sanh? Là bởi vì cách thế sanh của nó đó, và khi nó có mặt trong cuộc đời nó đi ngang, cái cấu trúc xương sống đó, nó nằm ngang như thế này. Dầu cho cái loài khỉ, khỉ vượn đó, nó đi thẳng lứng lên bằng hai chân, chúng ta vẫn thấy nó đang có khòm khòm mấy mươi phần trăm. Không có loài động vật nào thẳng đứng 100% như là con người. Mà theo đạo lý của nhà Phật đó, cái cấu trúc sinh học autonomy của con người đó là cái cấu trúc mà tuệ giác có thể phát triển một cách tuyệt đối. Cái não trạng của chúng ta gồm có hai bán cầu, trái và phải, một bên là cảm xúc, một bên là lý trí. Và nếu như con người mình lúc nào cũng nằm ngang như thế này, hoặc là cái đầu mình đưa đến phía trước mình nằm ngang đó, thì cái phần cảm xúc sẽ được phát triển, còn lý trí nó sẽ bị trùng bước lại. Quý vị có thể thử một cách rất là đơn giản, đó là chúng ta thử nằm võng mà đọc sách đi, cái giấc ngủ sẽ diễn ra dễ dàng lắm. Hoặc là trạng thái hôn mê đó, mỏi mệt nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Còn khi mà chúng ta ngồi như thế này đó, thì bỗng dưng là trạng thái bình tĩnh, thoải mái nó được lâu hơn là lúc mà chúng ta đang nằm mà đọc. Thì cái nằm đó nó tình trạng là ngang mà. Như vậy là cái cấu trúc sinh học của con người là một cách thức đẩy con người đến sự phát triển của lý trí. Và cái cao nhất của lý trí đó là tuệ giác, tức là không còn phân biệt, không còn đối đãi. Thì lúc đó, con người đó được gọi là cái người giải thoát. Còn nếu như trong cuộc sống chúng ta đặt nặng quá nhiều cái đời sống hưởng thụ, mà hưởng thụ mang tới cái là thú thích đó, thì chắc chắn là con đường tái sanh của chúng ta phải rơi vào cái cảnh giới của súc sinh thôi. Ở hiện tại thân người mà tính chúng ta là thú rồi. Dĩ nhiên khi nói như vậy là những người theo đạo Hy Lạp và Ai Cập không bao giờ chấp nhận được. Bởi vì thế giới tôn giáo đó là một thế giới dựng lên một bậc thánh đó, với hình thức giữa nửa người và nửa thú. Chúng ta thấy là thân thể có thể là con người, nhưng mà đầu là thú, tai là thú. Ví dụ như là chúng ta thấy con chó sói đó được xem là một vị thần rất quan trọng trong tiến trình tái sanh của con người ốp xác đó. Chó sói phải tới giải quyết thì con người đó mới được đi sanh xuống âm phủ để hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài. Hoặc là những cái thần như là thần sư tử thì thân thể người đầu là đầu sư tử. Mà cái nền văn hóa này họ nói rằng là thần thánh là phải là cái xà điệu giữa con người và các loài động vật. Bởi vì ngày xưa đó người ta cho rằng là các loài thú đó là thần linh, vì nó có thể giết con người, giết là thú dữ. Cho nên cường điệu từ nỗi sợ hãi và sức mạnh của vật chất đó trở thành một vị thần. Hay là cách khác là cái nền văn hóa đó đã nói là sức mạnh là chân lý, sức mạnh là thượng đế. Cho nên họ đã có những cái phong tục tập quán nắng ra một vị thần mà cái thân thể là một cái hình thù của con thú, rồi những cái phần còn lại là của con người. Trong nền văn hóa của Trung Hoa đó, chúng ta thấy là Ngô Thừa Ân ảnh hưởng triết lý nhà Phật rất là nhiều, dựng lên một chư bát giới rất là đặc biệt, đó là cái thân thể là con người mà cái đầu là con heo. Và cái này đó, nó có một cái di chứng của đời sống quá khứ rất là sâu sắc. Chúng ta biết là khi còn là đô đốc hải quân ở trên thượng giới đó, ở trên cõi trời đó, thì chư bất giới là cái người thường bị cái chứng bệnh mà nói theo Freud đó là chứng bệnh libido, và nói theo ngôn ngữ ngày nay là ông này là luôn luôn khuấy rối tình dục, tức đâu cũng tạo ra cái sự căng thẳng, nỗi sợ hãi của những người phụ nữ. Một hôm nọ khi uống rượu xong rồi, ông ta trở về nhà của mình và tìm cách đó, lẩn trốn qua cái cung Hàng Nga đang ở, chọc ghẹo Hàng Nga, bị lính ở trên thiên đình bắt được. Lúc đó người ta mới xử trảm ông. Thái thượng lão quân đó sợ dữ lắm, bởi vì ông này là cánh tay phải đắc lực của mình, mà nếu mà xử ông rồi thì ai hỗ trợ cho mình. Cho nên là mới tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế là ngài hãy tha tội chết cho nó đi, nó là đàn em của con, mà nếu như nó chết rồi thì con sẽ không hỗ trợ được ngài lâu dài đâu. Cho nên là cái ô dù chùa dập đó nó kéo theo một cái phản ứng, đó là tha tội chết bằng cách là biệt đài anh ta xuống dưới trần gian để mà xong.
để tránh cái nạn mà khuấy rối tình dục cho hằng Nga và các tiên nữ trên cõi trời, vì vì thượng giới sẽ bị mất an ninh và Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng bị khủng bố sợ hãi lắm. Nhưng mà khi anh ta xuống thì cái nghiệp của anh ta đâu có được chuyển hóa đâu, anh ta thay hình đổi dạng, cái bụng anh ta to như là một con heo, tượng trưng cho sự ăn và hưởng thụ, ăn rồi mà ngủ. Và rõ ràng là cứ mỗi bước chân đi của anh ta là ăn và ngủ hưởng thụ thôi à. Anh ta luôn luôn dành cái phần công về phía bên mình, còn cái trách nhiệm đổ dồn cho Tôn Ngộ Không thôi. Còn tướng đi thì sền sòn sọc sạc, tỏ vẻ ra một con người hưởng thụ thôi à. Như vậy là thân phận của kiếp người của chư bất giới chỉ có khoảng 1/3 thôi. Trong đó 2/3 còn lại là kiếp của súc sinh, ở đây là một con heo. Mõm mõm heo để ăn nhiều, lỗ tai heo, rồi cái bụng heo, rồi cái tính cách, thái độ, tâm lý ứng xử cũng là heo. Mà đã là cái tâm lý như vậy đó thì bỗng dưng là thái độ tranh chấp diễn ra lớn dữ lắm. Chúng ta nhớ có lần á là cả 4 thầy trò đi vào thế giới Tây Lương Nữ Quốc, là thế giới của phụ nữ đó. Thì có một bà quá phụ, bà thương thấy Đường Tăng đẹp quá đó, bà thương lắm. Bà muốn gả con gái của mình cho Đường Tăng. Đó là đây là lần đầu tiên tôi thấy được một người nam lý tưởng đẹp lắm. Bà ta gả bằng đủ cách hết trơn, thấy Đường Tăng không có động lòng, cho nên nhử chư bất giới lại để nhờ thiết lập cái mối quan hệ ông tơ bà nguyệt. Chư bất giới mới nói với bà như thế này: má ơi, má đừng có tin vào cái tướng ngon lành của thầy của con. Ông ngon lành đẹp trai chứ không làm được gì đâu. Má mà giao các đứa con gái cho con đó thì má an tâm, con sẽ làm hết tất cả mọi việc. Bà ta nhìn lại cái mõm heo, bà ta tở hồn sợ quá, phải quản binh thôi, không được con ơi. Bây giờ má có tất cả là 3 đứa con gái, nếu mà má gả đứa con gái thứ hai cho con á thì 2 đứa con gái còn lại nó ghen rồi sao được. Nếu mà má gả đứa thứ ba đó thì 2 đứa kia còn lại nó cũng ghen, cả đứa út thì 2 đứa kia nó không thể chấp nhận được. Thì tốt nhất là má không gả đứa nào cho con hết là công bằng. Chứ bây giờ nó hôm vậy là lại càng tốt được, má cứ gả 3 đứa cho con đi, con lo hết rồi xong. Bà ta nghe bà ta hoảng hốt quá rồi, sợ rồi, nó không được, chỉ muốn gả cho Đường Tăng thôi chứ làm sao gả cho con được. Bà tìm cách để trốn khỏi cái cảnh huống đang bị bế tắc đó. Thì chưa bất giới nói là nếu mà 3 đứa con của mẹ mà không muốn lấy con đó, thôi mẹ cưới con đi. Đó là sự thật. Cái biến dạng của đời sống súc sanh nằm ở cái chế độ hưởng thụ tính dục rất là cao. Hưởng thụ đến độ chúng ta vượt qua luôn cả ranh giới của can thường luân lý đạo đức. Chúng ta bất chấp tất cả. Trong cuộc đời này, thỉnh thoảng chúng ta đọc ở trên báo có những cái vụ án, chúng ta thấy được rằng là cái lương tri của con người mà vi phạm cái tội cưỡng hiếp đó đã làm cho người đó không còn thấy được cái ranh giới của những người lớn hơn mình, của những người nhỏ hơn mình, của những người mà lẽ ra họ phải hưởng được cái giá trị của việc đến trường học chứ không phải là nỗi khổ niềm đau mang thai trong bụng mình một đứa mà mình không hề muốn ở cái tuổi 12, 13. Cho nên tính cách súc sanh đó nó ta làm cho chư bất giới trở thành chư bất giới từ ở cõi trời xuống với cõi người mà tính cách không hề đổi thay. Khi chúng ta có tính cách hưởng thụ của loài động vật nhiều quá rồi đó, chúng ta có thể biến thầy của mình trở thành đối tượng của sự tranh chấp, đối tượng của sự loại trừ lẫn nhau. Chúng ta sẵn sàng cưỡng đoạt cái đó mặc dầu chúng ta biết rằng là Đường Tăng không hề màng về chuyện này. Là nếu như Đường Tăng màng, Đường Tăng thích đi, thì lúc bấy giờ đã đối thủ số 1 của chư bất giới là thầy của mình chứ không phải là ai khác hết trơn. Nhưng cái tâm lý như vậy, cái tích ứng xử như vậy sẽ làm cho chúng ta không thể nào phát triển được cái tuệ giác của con người, mà cái phần cảm xúc đặt nặng về tính dục đó nó được phát huy một cách tối đa. Thì lúc đó đó, cái tiến trình tái sanh chúng ta chắc chắn phải sanh ra là làm loài súc sanh thôi. Tức là nhà Phật nói quy trình nhân quả đó là một sự thật. Chứ Ngài không nói là hễ ai sau khi chết đó là trở thành động vật. Và nói một cách khác là Ngài không bao giờ súc vật hóa con người. Chuyện đó là chuyện 100% không có. Bên cạnh cái cảnh giới của loài động vật đó thì Ngài còn nói đến cảnh giới của chư thiên, là một loại hình con người mà phước báo về ngoại hình, phước báo về tuổi thọ, phước báo về tri thức, phước báo về khoa học, phước báo về phương tiện sinh hoạt cao gấp mấy chục lần đi trước chúng ta cả mấy trăm năm. Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Do đó muốn đạt được cái cảnh giới đó đó, chúng ta phải gieo trồng bằng cách là thực tập 10 hạt giống đạo đức của thập thiện, cộng với lòng bố thí vô ngã vị tha. Khi có nguyện vọng tái sanh, chúng ta trở thành những con người ở hành tinh khác, hưởng thụ cái hạnh phúc của kiếp người nhiều hơn là thế giới mà chúng ta đang sống, mà nhất là thế giới thứ ba. Trong một cái quốc độ thôi chúng ta đã thấy sự khác biệt rồi, giữa các quốc gia thế giới thứ ba và những quốc gia có cái nền kinh tế đi đầu như là Hoa Kỳ đi,
thì cái phước báo đã khác nhau trời và vực rồi. Chúng ta có thể nói Hoa Kỳ đó là một trong những cái cảnh giới chư thiên của những quốc gia Somali, Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Campuchia. Đó là có sự khác biệt đó. Cho nên muốn đạt được những cái đó đó thì chúng ta phải phát huy những tính cách mà Hoa Kỳ có. Đó là nền kinh tế thị trường, đó là sự tự do, đó là dân chủ, đó là tự do ngôn luận, tất cả các thứ thì nó làm cho con người có được những cái mà con người Hoa Kỳ đã có. Đó là một cái sự kiện rất là tất yếu. Vì là chương trình nhân quả định đoạt sự tái sinh và thăng hoa của chúng ta ở kiếp sau. Trong tôn giáo đó, nó xin lỗi đó, là lúc đó chúng ta thấy là họ xúc phạm quá con người. Ví dụ như là ở trong đạo Cơ Đốc đi, Tinh Lành, rồi Thiên Chúa Giáo, rồi Chính Thống Giáo đó, gọi các tín đồ là con chiên, mà con chiên là con cù non. Mà quý vị biết là bản chất con cù non đó, nó còn hơn là con nai tơ nữa. Nai tơ nó còn nhát nhát cho nên mình hù cái nó bỏ chạy liền. Còn cù non này chúng ta có dẫm chân, chúng ta có hù dọa phía trước nó tỉnh bơ, tại vì nó đâu biết là người ta hại nó đâu, không hề biết, kêu gì làm đó. Và bản chất của con cù để cung cấp cho con người lông tơ đó, lông của nó thôi, để tạo ra sức ấm thôi, chứ nó không có giá trị sử dụng nào khác ngoài cái đó. Nếu chúng ta đặt một cái con heo nhỏ và một con cù nhỏ, chúng ta hù dọa thì con heo biết khôn mà bỏ chạy, còn con cù đứng nguyên tại chỗ chấp nhận cái chết. Cho nên gọi các tín đồ là con cù non, và vị linh mục được gọi là vị chăn cù, thì rõ ràng là thân phận của con người rất là thấp hèn. Và cái thấp hèn hơn nữa đó, người ta áp đặt cái lòng mặc cảm tự ti vào trong cái nhận thức con người thông qua cái học thuyết là tội tổ tông. Mình mới sanh ra chưa biết gì hết trơn mà nói là mình đã có tội. Tội đó do ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, đó là ông Adam bà Eva đã tạo ra, thì vô lý không? Rồi mình phải gánh chịu cái tội đó. Rồi để tháo cái tội đó thì chúng ta phải đặt niềm tin vào Chúa. Ta nói rằng là tin vào Chúa là đấng cứu rỗi thì mọi tội lỗi của chúng ta đều được tháo gỡ hết. Thì quý vị có đọc Kinh Thánh Tăng Ước, quý vị thấy không phải vậy đâu. Lúc mà Chúa Giêsu Kitô đó bị hành xử trên cây thập giá như là bản án nặng nhất cho những kẻ nổi loạn, đi ngược lại cái phong tục tập quán tôn giáo lúc bấy giờ đó, thì chúng ta đã nghe thấy lời của Chúa là thổn thức: lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Cái câu nói đó cho thấy rằng là Chúa đâu có sẵn sàng cái chết đâu. Chúa muốn sống mà Chúa không sống được. Và có lẽ là Chúa đã từng bị nằm mơ mà nhìn thấy Thượng Đế trên trời nói: con hãy lấy cái thông điệp của ta mang lại hạnh phúc cho cuộc đời, nếu có gì thì ta sẽ bảo kê cho con. Có thể là có những cái lời hứa hẹn đó. Thì cuối cùng đó là: Chúa Cha ơi, tại sao Cha lại bỏ con? Mình mới có một cái lời thổn thức mà trách móc nhẹ như vậy. Mình đã muốn chết, mình muốn sống, mà trong cái bế tắc đó không ai xuống cứu mình hết trơn á. Rồi các nhà thần học mới cương điều đó lên trở thành một học thuyết của sự cứu rỗi. Đó là một cái nghệ thuật. Quý vị không tin thì thôi, lạc Kinh Thánh Tăng Ước mà đọc. Ở cái phần mà Chúa bị hành xử đó, Chúa không bao giờ chấp nhận cái chết. Chúa muốn sống. Mà bản thân của Chúa, Chúa còn không cứu được cái chết của Chúa thì làm sao cứu rỗi được cái tội của con người? Chuyện đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Mà cái thứ hai nữa, theo nhà Phật nói đó, là nhân quả đó từ đó định đoạt. Chúng ta là cha mẹ, khi nhìn thấy một đứa con bị tù tội của mình khổ đau, chúng ta muốn thay thế nó được hay không? Chắc chắn là không. Luật pháp nào cho phép? Nhân quả còn hơn luật pháp ở chỗ là nó không bị các hệ thống gọi là hối lộ, lũng đoạn, dù che ảnh hưởng và chi phối. Nó diễn ra một cách chính xác như bản chất nó phải diễn ra mà thôi. Cho nên là chúng ta tin chắc rằng là một số tôn giáo đã xúc vật hóa con người. Mà ở trong các tôn giáo, ngay cả tôn giáo lớn nhất của nhân loại, đó là Ấn Độ giáo, có một truyền thống lâu đời mấy ngàn năm trước khi Đạo Phật ra đời, vẫn xúc vật hóa con người mà thôi. Ví dụ như là các thần linh là các con vật, thờ con bò. Bởi vì họ không lý giải được tại sao con bò là nguồn gốc của loài người. Họ cho rằng là con bò đã cung cấp sữa. Các thực phẩm mà con người ăn đó, phần lớn được chế tạo ra từ sữa của con bò. Ở bên Ấn Độ là như vậy. Cho nên là người ta nhớ ơn và biến con bò trở thành một cái nền nhân hóa mẫu hệ, từ sự chu cấp sự sống dẫn đến sự chu cấp tính cách có mặt ở trong cuộc đời này. Cho nên bò là thần linh được tôn thờ. Rồi kế đến là họ thờ rắn. Rồi kế đến là họ thờ các cái động vật khác như là con khỉ, con voi, vân vân. Đó là toàn là thờ những vị thần động vật không à.
Như vậy là theo cái thức đó, chúng ta thấy là con người phải quỵ lụy, phải van sinh trước những con vật lớn hơn mình hay là dữ hơn mình, hoặc là mình không lý giải được tại sao. Và theo các tôn giáo đó, tính cách súc vật hóa đó đang nằm sẵn với một trạng thái tâm lý là bị mặc cảm tự ti, rất là đa dạng, phức tạp lắm. Hoặc ngược lại, yêu cầu chúng ta là đừng mặc cảm tự ti bằng rất nhiều cái dụ ngôn rất khác nhau ở trong đạo Phật đó, nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nhiều triết lý sâu sắc lắm. Đức Phật nói là cái tiềm năng giác ngộ đó nó có sẵn ở trong mỗi con người, và tiềm năng này không cho phép mình ứng xử với tính cách là một người phàm phu tục tử, một con người có lòng sân, lòng tham, lòng si, một con người là đâm thuê chép hứa, một con người là chỉ thấy được những cái giá trị lợi ích trước mắt mà không thấy được cái tác hại lâu dài ở tương lai. Phát huy được một phần của tiềm năng đó thôi thì bỗng dưng chúng ta sống trở thành con người rất là cao thượng. Mà xa hơn nữa đó, Đức Phật nói là theo Ngài đó không phải để trở thành một tín đồ thuần thành hưởng nhan Đức Chúa ở thiên đường, mà theo Phật để trở thành Đức Phật ở trong tương lai. Chúng ta không bao giờ trở thành bản photocopy của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là đệ tử của Đức Phật Diên Đăng, nhưng cái quả chứng đó, trở thành hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Di Lặc là học trò của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà hạnh nguyện của Đức Phật Di Lặc hoàn toàn khác với Đức Phật Thích Ca. Vì sau này những người đệ tử của Đức Phật Di Lặc, rồi những vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng tương tự có mặt trong cuộc đời này với những hạnh nguyện dấn thân khác nhau, nhưng mà cái đích điểm cuối cùng của sự giác ngộ là bằng nhau, hạnh nguyện mỗi người mỗi khác. Đó là cho thấy là thành Phật không cũng đã có sự sáng tạo rồi, không ai giống ai, mỗi người một kiểu, để chi, để mà đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng phong phú của các loài chúng sinh khác nhau ở trong tiến trình của luân hồi và sinh tử. Học theo đạo Phật để trở thành Phật, như vậy học theo đạo Phật để trở thành nô lệ của Đức Phật. Đức Phật đâu bao giờ muốn chúng ta biến Ngài trở thành thần linh đâu, không có. Do đó đến với đạo Phật đó thì chúng ta chẳng những không bị mê tín dị đoan, mà các hạt giống mê tín, cuồng tín, bạo tín sẽ được chuyển hóa một cách tuyệt đối. Chúng ta chỉ còn lại một cái duy nhất, đó là chánh tín. Niềm tin bằng khoa học, niềm tin bằng lý trí, niềm tin bằng sự dấn thân, niềm tin bằng một quá trình của sự trải nghiệm. Nếu có thể gọi có một cái từ mâu thuẫn mà vẫn có chân lý, chúng ta nói rằng là niềm tin của đạo Phật là niềm tin khoa học, vững chãi đàng hoàng lắm, chứ không phải đơn giản là cứ bắt chúng ta tin mà không được quyền đặt vấn đề. Do đó tin có một cái giới súc sanh như là cái kết quả của một cái tiến trình sống rất là hưởng thụ thấp kém, làm cho chúng ta vượt lên trên những cái giá trị thấp kém đó. Thấy được cái đó trước mắt thì chúng ta sẽ tránh. Thấy được một chiếc xe ngã xuống vực sâu thì chúng ta sẽ đi vào trong con đường của sự an toàn. Biết trước vẫn tốt hơn là không biết gì. Còn chúng ta không biết đó thì chúng ta đặt vận mệnh của mình cho cái sự hên xui may rủi, và lúc đó chúng ta biến hạnh phúc của mình trở thành một cái lục bình trôi thôi. Nó có thể bị vướng víu vào trong cái bờ sông ở trên cạn, nó có thể bị vướng víu ở chỗ này chỗ nọ, lệ thuộc rất nhiều vào cái tiến trình thủy triều lên và xuống. Nhà Phật dạy chúng ta là không nên lệ thuộc cái đó, mà phải làm chủ vận mệnh và tương lai của mình. Hiểu được cảnh giới tái sanh của Atula như là kết quả của lòng sân hận và trung thành, hiểu được cảnh giới tái sanh của chư thiên là kết quả của con đường tu tập thiện, hiểu được cái cảnh giới của súc sanh như là con đường hưởng thụ thấp kém, vượt ra ngoài quy luật và cái cương lĩnh luân thường đạo đức, hiểu được cảnh giới của ngạ quỷ là do vì bị tiếc nuối không buông xả được. Chúng ta sống một cuộc đời sống dấn thân trong cuộc đời với những hạnh nguyện của lòng vô ngã và vị tha, cho nên nó là một cái khuynh hướng dấn thân tốt lắm, chứ không bao giờ làm cho chúng ta bị mê tín gì đâu và bị súc vật hóa như là các tôn giáo khác. Chúng tôi xin đọc Phật trả lời câu hỏi kế tiếp.